Chào cả nhà nha. Mình xin giới thiệu, mình là Hằng Nga đến từ Đắk Lắk và mình là giáo viên dạy sinh học và hóa học. Thì mình rất là yêu thích cái sản phẩm của Amway, Nutrilite và những sản phẩm chăm sóc cơ thể vô cùng tuyệt vời. Và hôm nay thì mình sẽ minh họa cho cả nhà mình cái sản phẩm mình đang dùng, đó là sản phẩm sữa tắm. VNH Logit của Logit nha, rất là tuyệt vời luôn mọi người ha. Rồi thì để minh họa cái sản phẩm này thì mình sẽ dùng cái dụng cụ của mình nhá. Đây là mình sẽ dùng cơ thể của mình ấy mọi người. Thì khi mà mình làm việc á, nó ra mồ hôi và trong mồ hôi của mình thì có muối phải không ạ? Thì mình tưởng trưng nha. Đây là muối này trên cơ thể của mình. Và hàng ngày mình làm việc rất là mệt nhọc như vậy thì buổi chiều mình thường là đi tắm đúng không ạ? Đi tắm thì mình sẽ dùng sữa tắm. Thì ở đây nha, có một cái loại sữa tắm ở trên thị trường. Nga sẽ dùng một lượng bỏ vào trong cái phần này. Còn bên này thì Nga dùng một sữa tắm của GNH Moses nha. Thì cái sữa tắm này mình sẽ dốc ngược như thế này và nó sẽ ra một cái lượng đủ cho mình nhé. Mình tăng một lần như vậy thì mình dốc một cái này rất là tiết kiệm mọi người ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm động tác là tắm và mình tỉ cọ đúng không ạ? Ta sẽ dùng hai cái muỗng này thay thế cho cái tay của mình nhé, mình tỉ cọ ạ. Mình sẽ làm từng cái nha, chị làm cho em đi. Đây, tỉ cọ đúng không ạ? Tỉ cọ thì sau một lúc mình tỉ cọ thì mình thấy cái bên sữa tắm mà mình dùng của thị trường á, đây ạ, thì mình thấy rằng là nó có cái hiện tượng đó là nó không có tan đó mọi người. Đây nè, mình thấy rằng là cái muối nó không có tan vào trong cái sữa tắm mà nó vón cục như thế này. Thì ở trên da của mình, nếu mà nó vón cục như thế này, nó nằm ở trên da ấy, có nghĩa là nó sẽ làm bít tắc lỗ chân lông của mình mọi người ha. Còn bên này thì mình thấy là nó tan với muối, nên là nó không có làm bít tắc lỗ chân lông. Và khi mà mình bị bít tắc lỗ chân lông ấy thì thường là gây ra cái tình trạng là viêm da và dễ gây ra mụn đó. Đó thì bây giờ khi mà mình tỉ cọ xong rồi, mình sẽ dùng nước nha, mình sẽ dùng nước để mình có thể là dội lại. Mình sẽ dùng hai lượng nước bằng nhau nha cả nhà. Rồi sau đó mình sẽ cho cái sữa tắm với muối này vào và mình sẽ lắc nha. Thì sau một thời gian lắc bằng nhau thì mình sẽ quan sát này, mình sẽ quan sát nha. Rồi ở bên này thì mình thấy có những cái cặn nữa, nó bám xuống này, mọi người thấy không, có những cái cặn nó lắng xuống thế này đó, có nghĩa rằng là nó không có tan hết. Và nó nếu mà ở trên da của mình ấy, nó bám ở trên da thì nó cũng có thể là khó tan ra hết. Nó sẽ bết bít ở da đó mọi người, làm tắc lỗ chân lông. Và ở bên này thì mình thấy nó tan hết mọi người này, nó không còn cái lắng cặn, cả nhà thấy rõ không ạ? Đó, rất là tuyệt vời phải không ạ? Rồi thì mình sẽ minh họa, mình sẽ tiếp theo là mình sẽ thử nhá. Thì ở trên da của mình ấy, cái độ pH mà phù hợp cho những cái lợi khuẩn của da của mình ấy, nó sinh sống và phát triển là từ khoảng là 5.5 đến 7 mọi người nhá. Thì bây giờ mình sẽ thử xem thử là cái sữa tắm này cái độ pH là bao nhiêu. Anh này kia hết nó chưa xuống. Rồi mình lắc mạnh như vậy nhưng mà nó rất là khó tan á. Mọi người có thấy rõ không ạ? Cái bên bên này thì mình thấy là nó không có bị đổi màu, tức là độ pH của nó là khoảng là 5 đến 6 mọi người ha. Còn bên này thì nó xanh hơn này mọi người này, nó xanh hơn này, có nghĩa là độ Anh pH, cầm hai tay cầm đây, độ pH của nó là nó xanh hơn đấy, độ pH của nó là cao hơn, có nghĩa rằng là trong cái sản phẩm này nó có tính kiềm đấy mọi người. Cái sản phẩm bên ngoài thị trường ấy nó có tính kiềm này, còn bên này là nó độ pH là phù hợp với độ pH của da. Thì ở đây á,
vì cái độ pH nó phù hợp với độ pH của da, nên là đây là cái độ pH phù hợp so với cái lợi khuẩn nó sống ở trên cái da của mình. Đó là một cái hàng rào bảo vệ cho da của mình. Còn bên này nó có tính tiềm tẩy, nên là nó làm chết bớt cái lợi khuẩn này. Và mặt khác thì mình đi ra ngoài nắng ấy, ngoài cái việc là nó làm bít tắc này, lỗ chân lông này, thì mình đi ra ngoài nắng ấy, thì nó có thể là làm cho cái da của mình dễ bị bắt nắng và dễ bị sạm hơn ha, dễ bị sạm da, cháy da, đen da hơn. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cả nhà mình cái cách tắm nha. Cách tắm bằng cái sữa này nó có cái sự khác biệt, có nghĩa rằng là mình tạo bọt và cái lượng sữa tắm thì lấy ra rất là ít ạ. Khi mình tắm thì mình sẽ cho một ít vào cái đun tắm thế này và mình tiến hành tạo bọt. Thì cái cách lấy sữa tắm này mình dốc ngược thế này mọi người nha, thì nó ra một cái lượng vừa đủ cho mỗi lần tắm, rất là tiết kiệm, rất là ít so với cái sữa tắm ngoài thị trường. Mình sẽ nặn ra rất là nhiều, phải bằng gấp 4 lần như thế này. Rồi và mình sẽ bóp. Mình sẽ bóp như thế này mọi người nha, thì nó ra vô cùng là nhiều bọt luôn. Và rất là thơm, mùi thơm vô cùng dịu nhẹ. Thì trong cái sản phẩm này là sản phẩm độc quyền, và mọi người thấy không ạ, nó rất là thơm này. Và nó có 3 tầng hương nha mọi người. Và bây giờ Nga sẽ tắm bên cái tay của Nga nha. Và khi mà Nga đang tắm như thế này, nhưng lỡ mà nhà mình mà bị mất nước á, bị mất nước hoặc bị cúp điện không có nước, thì Nga có thể là mình sẽ lau thử nha. Nếu như mà những cái sữa tắm ngoài thị trường thì mình lau thế này á, thì cảm giác thế nào ạ? Cảm giác rất là rít đúng không? Rất là rít, rất là trơn nhớt. Còn cái sữa tắm này thì mình lau thế này, nhưng mà mình sờ vào da này, da của mình rất là mềm và không có cái cảm giác bết tít gì hết cả nhà. Và ở đây trong cái sản phẩm Rehnologist này ấy, thì nó kết hợp là 3 tầng hương rất là thơm mọi người nha. Những cái sản phẩm mà có 3 tầng hương như thế này ấy, thì chỉ có những cái sản phẩm cao cấp ấy, ví dụ như nước hoa cao cấp thì có 3 tầng hương. Nhưng trong cái sản phẩm GNH này cũng có công nghệ tương tự, đó là tầng hương đầu là hoa linh lan này, hoa kim ngân này, trái cây mềm này. Tầng hương giữa đó là hương hoa tươi, hương bí đỏ tươi và hương mật ong. Và tầng hương cuối là mùi gỗ này, mùi vanilla và mùi sex butter này, rất là đặc biệt luôn. Và đặc biệt trong cái sản phẩm Nugit này á, thì nó có mật ong hoa cam mọi người ha. Cái mật ong hoa cam á, người ta thử nghiệm là trên rất là nhiều loại mật ong, trên hơn 100 loại mật ong á, thì mật ong hoa cam là mật ong mà đem lại được cái dưỡng ẩm tốt nhất á, nên là làm cho da của mình rất là ẩm mượt. Và cái thành phần thứ hai á là thành phần dầu hạt thấy ngô á, và thành phần thứ ba là thành phần là bơ hạt mỡ, nên là khi mà da của mình sử dụng cái sản phẩm này á, thì dưỡng ẩm vô cùng tốt luôn, thích hợp cho những người mà bị khô da hoặc là mình làm việc ở trong cái phòng máy nhiều á, rất là dưỡng ẩm, rất là thích mọi người ha. Mình rất là thích cái sản phẩm này, nó thơm rất là dịu nhẹ luôn. Và một cái sản phẩm này nếu như mà một bản thân mình dùng á, thì mình dùng được khoảng là 1 năm mọi người ha, 10 tháng đến 1 năm đó, nên là rất là tiết kiệm. Thì tính ra là còn khoảng là hơn khoảng là chưa đến 250.000, nhưng mà dùng 1 năm á thì 1 tháng là khoảng 20.000. Thì mọi người thấy có tiết kiệm đúng không ạ? Rất là tiết kiệm đúng không ạ? Và lại còn là tiết kiệm, rồi là mình lại còn dưỡng ẩm được da và còn nuôi lợi khuẩn trên da của mình nữa, nên là mình rất là thích. Thì ngoài cái sản phẩm GNH Nogit này, mình có thể dùng để tắm cho cả gia đình á, thì mình còn dùng cái dưỡng thể nữa. Dưỡng thể Lê Anh Lan, một mình em 1 năm, đúng rồi, nếu mà một mình chị là cũng 1 năm đó. Dưỡng thể GNH này thì mình cũng có dùng, và mình dùng một lượng dưỡng thể thế này, mình xoa trên da mọi người, mình xoa trên da. Thì cái dưỡng thể này đặc biệt là nó không có bết rít gì hết cả nhà ha, mình không có cảm giác bết rít, mà cả da của mình ấy nó rất là thơm và nó ẩm mượt cả tuần, xin lỗi cả ngày luôn á, ẩm mượt cả ngày nhá. Và khi mà mình dưỡng ẩm như thế này ấy, thì trên da của mình rất là ẩm mượt, và mình biết được rằng là những cái lợi khuẩn ở trên này này nó rất là thích cái sự ẩm mượt trên da của mình. Và cái mùi hương thì mình cảm thấy là vô cùng là nhẹ nhàng và dễ chịu, rất là thơm phải không ạ? Mình đang ngồi với chị Dung, rất là thơm. Và đặc biệt đó là những cái bạn mà bị da bị chàm này hoặc là da bị khô á, thì mình dùng cái này này, mình dùng cái sản phẩm này có nghĩa là nó ngăn chặn những cái tác hại, những cái vi khuẩn ở bên ngoài á, vi khuẩn có hại ấy, nó tấn công vào cái da của mình, vì nó có một cái lớp dưỡng thể bảo vệ ở trên da rồi, nên là mình rất là thích luôn mọi người ha. Thì cái phần minh họa của mình á,
đến đây là kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã cùng lắng nghe nha.